đừng buồn nữa má. Tánh của ảnh là vậy á, má có giận cỡ nào thì cũng chỉ có con và má biết. Càng giận thì bệnh của má càng tăng đó. Má đừng giận nghe má. Hồi nhỏ nó hiền hậu dễ thương, bất cứ chuyện gì nó cũng nghe lời của má. Còn bây giờ nó đã quên mất tình mẫu tư. Nó đã gạt bỏ ngoài tay những điều má dạy, để chạy theo thú vui riêng làm quỷ hoài cả thân mình. Phải chi ba con đừng lìa bỏ dương trần, thì anh hai con nó đâu ra nông nổi, và má đâu phải cứ thấp thòm lo âu. Gần 30 tuổi đầu mà mù mịt tương lai, sống như về lúc bình trôi theo dòng nước, rồi con nước kia cuốn về biến cả, thì về lúc bình cũng tan tác giữa dòng. Thôi má, bỏ đi. Bên má giờ còn con nè, con sẽ lo cho má. Dạ, con xin chào bác. À, cháu, cháu vào chơi. Dạ. Thấy cửa đang mở nên con không gõ, xin bác đừng trách. Không sao, con cháu trong nhà cả mà. Dạ, con cảm ơn bác. Ừ, hai đứa ngồi chơi nghe, bác lên nghỉ. Trang à, hình như là vừa xảy ra chuyện gì. Anh thấy gương mặt của bác lộ vẻ không vui đó em à. Tất cả cũng chỉ tại ông anh trời đánh của em á. Anh Lâm à, ảnh vừa làm gì vậy? Ảnh lấy số vàng của má dành dụm cho ảnh cưới vợ á, để mà đi chơi. Má cản ngăn không có được, thiệt tức hết sức vậy đó. Với anh hai á, dù má có nói đến độ nào thì anh cũng vẫn chứng nào tật nấy à. Chỉ có phương pháp á, là giải phẫu thai tim cho ảnh thôi. Rồi ảnh cũng nghĩ ra mà thương má thôi. Thôi bỏ qua chuyện đó đi em. Anh tặng cho em món quà này nè. Chiếc nhẫn. Nhẫn đính hôn đó. Em bằng lòng chứ? Anh khéo hỏi nè. Anh định cuối năm nay mình sẽ làm lễ cưới. Anh à, thư thả một thời gian được không anh? Mình đâu có còn trẻ nữa. Anh và em đã có nghề có nghiệp rồi, đã ổn định việc làm, thì mình phải tính đến tương lai của mình chứ em. Nhưng còn má? Em nói sao? Má thế nào? Em lo là nếu em về làm vợ anh thì sẽ bỏ má cô đơn, trong khi má tuổi già xây bóng mà anh hai lại không biết lo lắng. Má sống một mình biết trông cậy vào ai. Trang à, mình đã lớn khôn cũng trải qua bao cay đắng ở trường đời. Đắng cay cực khổ thương nhau thật lòng, hãy chờ thêm một đôi năm.
chữ hiếu giùm mẹ cha, anh biết em vẫn còn mang nặng. Anh thông cảm cho em còn phải lo hiếu tình gian dè. Dù từ trước tới nay anh chưa có được diễm phúc lo cho đấng quyền đường. Trang ơi, anh lớn lên không biết được mặt cha mẹ mình. Anh chỉ nghe lời của vú kể lại, lúc nhỏ ba gửi anh cho vú chăm lo. Từ ấy cho đến giờ người chẳng về thăm, rồi chính chiến ly loạn mỗi người một ngả. Nếu còn sống mà về lại chốn quê xưa thì ba mẹ anh cũng không tìm thấy đứa con mình. Em và anh đều có những hoàn cảnh riêng, hay nói đúng hơn là những nghịch cảnh mà chúng ta phải gánh chịu. Vì vậy em nghĩ trước yêu cầu của em chắc anh chấp nhận. Được, chúng mình cứ đính hôn, còn ngày cưới anh sẽ dành cho em quyết định. Rõ là em không chọn làm người yêu, người chồng, phải không anh? Ừ, biết đâu thời gian tới á, anh sẽ thay lòng nè, anh sẽ chạy theo một bóng hình nào khác á. Lúc đó thì em sẽ cố cắn răng chịu đựng. Thật à? Chứ em biết làm sao giờ? Em không có ghen. Những gì đã không thuộc về mình thì dù anh có ghen đến đâu á cũng vô ích thôi. Ừ. Alo, anh Văn hả? Có chuyện gì? Trang sẽ đến ngay. Anh Tần à, anh Lâm. Anh Lâm làm sao hả em? Anh bị tai nạn, hả? Đang ở bệnh viện á, em phải đến đó. Anh sẽ đi cùng với em. Đến giờ chích thuốc rồi hả bác sĩ? Phải, anh cần phải chích thuốc thường xuyên để giảm bớt cái chất lãng tử trong người. Sao, anh trách tôi đó hả? Đúng hơn là tôi đang khuyên anh. Bởi vì giữa hai chúng ta dù sao cũng có mối liên quan mật thiết. Ông bạn thân ơi, ông muốn chích thuốc cho tôi theo kiểu nào và bao giờ cũng được, nhưng nhớ là đừng chích cho tôi chết nha. Anh sợ chết rồi à? Nói chung là chết vì những chuyện không đáng thì nó mắc cỡ lắm. Làm trai phải chết cho quay một chút chứ. Theo anh chết như thế nào mới quay? Đại khái là là đừng như vừa rồi. Vậy anh có thừa nhận những chuyện làm vừa qua của mình là sai không? Nghĩ lại tôi thấy mình có lỗi quá. Với ai? Với má tôi, với em tôi, và với... Sao anh không nói tiếp? Và với người vợ sắp cưới của tôi. Anh đã có người yêu. Tôi cũng là con người mà, cũng có trái tim. Chẳng lẽ cậu bắt trái tim tôi đóng băng sao? Ý tôi không phải thế. Tôi chỉ muốn nói với anh, trái tim và tình yêu là hai lẽ khác nhau. Tôi vốn không thích lý luận dài dòng. Tôi cũng chẳng khái niệm tình yêu theo kiểu này hay kiểu khác. Mà tôi hiểu, theo ý nghĩ của riêng tôi, chẳng thích dông dài xa xôi. Tôi và cô ấy hứa hẹn với nhau rồi, định cuối năm sẽ tin chuyện song trùng đến đầu bạc răng long. Tuy tôi với nàng không giàu sang như thiên hạ, nhưng thương nhau thật lòng. Tôi tính nói chuyện này với má tôi, chỉ ngại bà lại quá lo, nên cứ dùng dằng tính đi tính lại. Rồi anh tính sao? Hai đứa mãi đợi chờ nhau. Thế thì anh định chờ đợi đến bao lâu? Anh nên thừa thật với bác đi, hôn nhân là hệ trọng, lỡ duyên là lận đận. Hoặc để người ta cứ chờ cứ đợi như vậy là không được. Nói thì dễ, nhưng làm thì không dễ như mình nghĩ đâu. Tại sao? Vì
cái nghề cô ấy đang làm. Nghề gì làm anh lo? Vũ nữ. À, vấn đề hơi căng, nhưng tôi nghĩ rồi mọi việc sẽ êm xuôi. Đó chỉ là điều anh nói, chứ đâu phải má tôi nói. Tôi nói có căn cứ đàng hoàng chứ không đùa với anh đâu. Anh nghe tôi nói nè, giữa anh và cô ấy ngoài tình yêu còn có sự đồng bệnh tương lân. Tôi nghĩ lúc anh lao vào con đường ăn chơi trác tán mà bác vẫn lo lắng cho anh, nay anh định quay về với con đường lương thiện, lẽ nào bác lại đẩy anh về con đường cũ? Cậu nói cũng có lý ha. Làm cha mẹ không ai muốn cho con mình hư hỏng cả. Anh cứ tin tôi đi. Anh Lâm. Thảo, đến đây anh giới thiệu nè. Thôi khỏi, tôi biết người ấy là ai rồi. Ủa, sao cậu thông minh quá vậy? Vì tôi nhận thấy những tia nhìn của tình yêu xuất phát từ hai phía, và nó đã xẹt chạm tôi. Cái anh này, anh nói chơi bộ không sợ tôi giận sao? Nói đùa để vun đắp cho một tình yêu là điều đáng làm đó thưa chị. À, thì ra là... là ông bạn thân nhất của anh. Nhưng vậy thì thua. Thua anh Lâm chứ gì. Đùa với anh chị một chút cho vui, tôi còn phải đi khám bệnh cho nhiều người, trả không gian yên tĩnh lại cho hai ông bà đó. Ừ, biết điều gì là tốt đó. Ừ, thôi, bye nha. Ờ, bye luôn nha. Anh vui tánh quá anh hả? Ờ, ngồi xuống đây đi em. Anh, anh thấy trong người khỏe hẳn chưa? Có thể đua xe được rồi đó. Cái anh này, đua xe, đụng xe, gãy tay nằm bệnh viện, cái tật nó vẫn không bỏ hả? Đã là cái tật thì sao bỏ được? Vả lại, em đã yêu cái tật đó rồi mà. Quỷ giật anh đi. Thấy ghét quá. Nè, bao giờ anh ra viện? Chỉ còn khoảng 2 ngày nữa thôi. May cho anh đó nha, là cái vết thương không nặng. Nếu lỡ có gì thì... Có gì thì sao? Thì còn anh nó mồ côi chứ sao. Em muốn nói là... là anh sắp làm cha rồi. Hả? Anh sắp làm cha? Ừ. Trời ơi, người ta nghe sao? Mừng quá, anh sắp làm cha, tôi sắp được làm cha rồi. Thảo ơi. Dạ. Bao lâu rồi em? 2 tháng rồi. Thảo à, bây giờ anh mới thấy trách nhiệm của mình đó em. Anh, nghe anh nói em mừng làm sao á. Càng thấy trách nhiệm thì chúng ta càng hối tiếc cho những ngày sống buông thả vừa qua. Em hy vọng rằng từ nay chúng ta sẽ có một tương lai tươi đẹp vui bên cạnh con thơ. Em đây sẽ nguyện xa rời ánh đèn đêm, rời xa luôn những điều nhảy quay cuồng trong những đêm men rượu nặc nồng. Quá khứ xưa anh xin gia biệt, bỏ giang hồ sống cạnh hoàng lương, để khi lớn khôn con không hổ thẹn vì cha mẹ mình có quá khứ không hay. Lâm. Anh Hai. Má, má mới tới hả má? Dạ, dạ con chào bác. Xin lỗi, cô là ai vậy? Dạ, là người con định về thư với má đó. Sao, con định chọn cô này làm vợ à? Có sao đâu má. Ờ thì má có nói gì đâu, má chỉ lo thôi. Dạ thưa bác, bác lo cho bệnh của anh Lâm. Hiện tại thì ít lo hơn, nhưng tôi chỉ lo là sau khi nó hết bệnh rồi, nó sẽ phải chọn ai làm vợ. Má, sao má lại nói vấn đề ấy trong lúc này? Con nghĩ hạnh phúc là của anh Hai, người anh chọn là do anh yêu thương. Nếu mai này có nên hư gì thì cũng là vợ ảnh mà. Má, em Trang nói đúng đó má à. Má sinh ra tụi con và Tần Tảo nuôi dạy tụi con đến ngày khôn lớn, thì lẽ nào má không hiểu tánh lý của từng đứa hay sao? Thằng Lâm nó bị những cuộc vui chơi trác tán đầu độc,
nên nó đâu phân biệt được trắng đen. Nó dễ ra chân vào chốn bùng lầy, phần làm mẹ phải lo lắng cho con mình. Má đâu nỡ quay lưng ngoảnh mặt, tuy con là người có thân thế chẳng xa chi, nhưng hai đứa cùng xây một mái ấm gia đình. Ba cứ tin rồi hạnh phúc sẽ êm đềm. Má à, con nghĩ rằng khi một người đã biết hối cải ăn năn thì mình nên rộng lượng thứ tha. Má chấp làm gì những thời gian qua con là đứa con bất hiếu. Con đã phụ lòng tình yêu của má, đã khước từ vòng tay từ mâu nuông lại rồi. Chính Phương Thảo đưa con quay về nẻo sáng, bỏ đi những ngày lêu lồng rong chơi. Con mãi lặn ngụp trong những cuộc vui khi hiểu ra, má ơi con vô cùng hối hận. Dù Phương Thảo có thời gian làm vũ nữ, nhưng đối với con nàng đáng thương vô cùng. Má không hề phân định chữ hèn sang, nhưng để cho một nàng vũ nữ về làm dâu trong gia đình thì quả là điều không thể. Tuy gia đình ta không giàu có gì, nhưng nếu chọn cô dâu theo cái ngữ ấy thì mặt mũi nào má nhìn tổ tông ông bà chứ. Thưa bác, con biết mình có quá khứ không hay, nhưng hiện nay con đã vươn về ánh sáng. Xin bác hãy nghĩ suy cặn kẽ, rủ lòng thương cho chúng con được nên đôi. Rồi đây trong những ngày sống cạnh bên nhau, hai con sẽ hôm sớm lo lắng cho mẹ già.
cô. Cô tưởng tôi đã chịu rồi sao? Không, xin cô hãy nhường cho tôi cái quyền làm mẹ. Tôi đã khổ đau về đứa con ngỗ ngược, chẳng lẽ bắt tôi phải đau khổ tiếp vì cô? Con thấy anh hai và chị Thảo có lý có tình. Má à, má đừng có vì quá lo cho tương lai của anh hai mà bứt lìa tình yêu của ảnh và chị Thảo. Hai người đã dám mạnh dạn đến với nhau thì tại sao má lại ngăn cấm chứ? Má lại không chấp nhận. Má à, một con người dù có xấu xa tồi tệ đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà khi đến với tình yêu á, thì họ sẽ yêu chân thật, họ sẽ yêu bằng tất cả trái tim mình. Trang. Dạ. Con dạy khôn má đó hả? Con nào dám, con chỉ phân qua đôi điều cho má tường tận thôi. Má mạnh tay bứt lìa tình yêu đó, rồi anh hai anh buồn nè, anh quay lại với con đường cũ. Lúc đó hả, má hối hận thì cũng đã muộn rồi má à. Tụi bay là cá mè một lứa mà. Tao biết, tao biết tụi bay có bao giờ coi tao là má của tụi bay đâu. Má biết là khổ cho thân tôi mà. Má à, con xin má đừng nghĩ vậy mà. Má. Má, em con nói theo lẽ phải. Má hãy vì hạnh phúc của tụi con sau này mà bỏ qua tất cả nghe má. Đời con người ai không thèm khát được sống với người mình yêu chứ. Xin bác hãy thương cho tụi con. Tôi phải thương theo kiểu nào bây giờ? Thôi thì thằng Lâm hãy điều trị cho thật khỏe, bao giờ lành lặn thì tôi mới nói tiếp chuyện với cô được. Nhưng tôi cũng thành thật khuyên cô trước là từ xưa tới nay tôi ít khi chịu thay đổi quyết định của mình. Con tôi nó rất hiểu điều đó. Có nghĩa là cô nên chọn con đường khác mà đi, vì con đường cô đang bước có rất nhiều gai góc. Thưa bác, nếu như con chấp nhận đi trên con đường gai góc đó, dù đôi chân có thể sẽ sớm máu. Việc đó là tùy á cô. Cô có chấp nhận gai góc cũng là quyền của cô. Còn ý định của tôi bao giờ nó cũng là cái của tôi. Thôi, cô về đi, để cho gia đình chúng tôi được trò chuyện vui vẻ với nhau một chút. Dạ, con hiểu. Anh Lâm, em về. Thảo, Thảo, con còn tiếc lắm sao? Má ơi, má không thương con mà, má muốn đẩy con vào ngõ cụt mà. Anh hai, bình tĩnh lại đi anh hai à. Anh hai. Trang à. Dạ. Anh rất là bình tĩnh, anh rất là bình tĩnh. Tại sao lúc con người ta muốn quay lại với con người đúng nghĩa thì những định kiến hẹp hòi khắc nghiệt lại không cho chứ? Anh hai. Má ơi, con sẽ đi ngay bây giờ. Con không thể bỏ Phương Thảo trở về với cái nghề vũ nữ. Má, xin má tha lỗi cho con. Thảo ơi. À, Lâm. Anh hai. Lâm ơi. Anh hai ơi. Trời ơi, con tôi sao vậy nè? Anh hai. Anh hai à, cứu con tôi với bác sĩ ơi. Anh hai ơi. Lâm ơi. Lâm, tỉnh lại đi anh hai. Anh hai. Em mới đến à? Ngồi đi em. Tần ơi, em khổ quá. Chuyện của anh Lâm làm cho em buồn phải không? Em không biết mình phải làm sao bây giờ, khi mà má em cứ cố chấp chuyện của anh Lâm. Anh nghĩ rồi sau này bác sẽ hiểu và thông cảm cho anh Lâm và chị Thảo em à. Nhưng thời gian đó đến bao giờ? Trong khi anh Lâm rất cần của chị Thảo, và chính tình yêu đó đã đưa anh Lâm trở lại với cuộc sống của người lương thiện, đời anh Lâm sẽ đổi thay. Em đây chỉ sợ vì sự khắt khe đưa anh Lâm trở lại với đường cùng, rồi tương lai
sẽ tâm tôi mịt mùng. Anh rất tin anh lắm rồi sẽ không lầm lạ, không quay về nẻo tôi ngày xưa. Bởi tình yêu làm tâm hồn trẻ lại, khiến con người sẽ cảm thấy yêu đời hơn. Anh ơi em lo ngày một ngày kia, gia đình em sẽ rơi vào cảnh chia ly người đi kè. Sự trong vắng của bao năm nay đã làm buồn tôi. Em không muốn sự buồn tối kia cứ đeo đằng mãi trong lòng. Phần càng buồn tôi, sợ tình mình rơi vào cảnh ngộ như anh Lâm. Trước mắt má không phản đối tình ta, nhưng giả dụ vì trong nghịch cảnh khác. Anh ơi dòng đời ba chảy bảy đưa, đâu ai liệu trước Trang à. Em đừng có nghĩ vớ vẩn nữa. Anh thì không thay lòng, em chẳng đổi dạ, thì làm gì có chuyện chúng mình ngăn cách chứ. Sự thay đổi trong cuộc sống đôi lúc hết sức là đột ngột, và mọi sự thay đổi nhiều khi không xuất phát từ phía chúng ta. Dù từ phía nào cũng vậy, trong tình yêu vững lòng tin là vượt qua tất cả. Vả lại ngày cưới của chúng ta đâu còn xa nữa mà em phải lo, đúng không? Có lẽ là do em quá lo mà nghĩ vớ vẩn. Thôi em về, để còn vào bệnh viện để đón anh Lâm nữa. Em à, hôm nay anh bận công chuyện nên không thể đi cùng em được. Em biết, em về nha. Em về ha. Gia Linh, mời cô vào. Vào đi Gia Linh. Cứ sợ anh không có ở nhà. Thường thì ngày chủ nhật tôi không có ca trực. Gia Linh đến chơi hay có việc gì đi ngang rồi tiện thể ghé vào đây? Theo anh thì thế nào? Tôi thì làm sao đoán được ý nghĩ của Gia Linh chứ. Bộ Linh khó hiểu lắm sao? Không đến độ như vậy đâu. Nhưng suy nghĩ của mỗi người không phải bao giờ cũng giống nhau đâu, đúng không? Nếu có trường hợp giống nhau thì sao? Thú thật tôi vẫn chưa hiểu. Anh không nói dối chứ? Dĩ nhiên. Nhưng mà Linh không có tin, vì Linh nghĩ rằng anh rất thông minh. Thì chẳng tình bạn, một tình bạn mà chỉ có hai ta cùng yêu thương và chia sẻ vui buồn. Linh à, tôi vẫn không thể nào hiểu tận tường câu Linh nói. Tình bạn cũng như từ trước cho tới giờ không khi nào thay đổi. Còn nếu như mà Linh muốn nói muốn nói một cái chuyện gì đó thì anh sẽ chiều ý em, và chắc anh
Gia Linh à, tôi và thằng Văn là bạn thân, còn Gia Linh là chị của nó. Tuy là tuổi tác chúng mình không cách biệt, nhưng trong tiềm thức của mình, tôi lại xem Gia Linh như là chị của tôi vậy đó. Riêng Gia Linh thì Linh lại nghĩ khác. Với Gia Văn anh là bạn, còn với Linh thì giữa hai chúng ta như có một ranh giới vô hình nào đó mà tình cảm của hai bên chưa thể len qua được. Hạ Tần, anh có tin là Linh rất yêu anh? Một tình yêu thiết tha mà bấy lâu Linh hằng ấp ủ trong lòng. Hạ Tần ơi, Linh đã mạnh dạn tỏ thật lòng mình. Chung quanh Linh có hàng vạn người theo đuổi, nhưng Linh nào có nhận ra hai chữ tình yêu? Họ đến với Linh vì sắc đẹp, tiền tài, chứ không phải vì trái tim rung động. Nếu hai tâm hồn chưa cảm thấy vấn vương thì làm sao có được tình yêu đang sống? Thú thật là từ lâu tôi có biết tình yêu của Gia Linh dành cho tôi, nhưng tôi lại cố làm như là không biết. Còn nguyên nhân vì sao chắc là Gia Linh cũng rõ rồi chứ. Linh biết anh và Kiều Trang đã thề non hẹn biển, nhưng Linh vẫn cứ yêu đó là chuyện bình thường. Ai không đặt niềm tin vào hy vọng của mình? Trước mắt anh và Kiều Trang yêu nhau tha thiết, nhưng vẫn có chuyện sau này sẽ lẻ đôi. Gia Linh à, tôi mong rằng Linh hãy hiểu cho tôi, tình yêu nó không chiều theo ý muốn của người khác. Linh đã đi qua những đoạn đường khúc khiêu thì đã hiểu nhiều vị đắng của tình yêu. Anh vẫn giữ nguyên ý định ban đầu. Cho tôi cảm ơn những gì Linh đã dành cho tôi. Chỉ tiếc là tôi không thể nào đáp lại. Tôi... chỉ vì... như tôi đã nói, trái tim không thể như là một bình nạp năng lượng, hễ thiếu là cứ bù vào. Trái tim của con người chỉ ghi dấu tình yêu khi người đối diện làm cho nó rung động, và lúc ấy trái tim sẽ tự mở cửa. Mong Linh hiểu điều đó nha. Vâng, nhưng tạm thời thì... à, xin lỗi, xin lỗi. Ơ, à, Thanh, tao đang định đi kiếm mày thì mày đã đến đây, làm tao khỏi mất công đi kiếm nữa. Trời ơi, đúng là dân công an trinh sát thứ thiệt mà. Máu nghề nghiệp mà mày, chỉ cần đánh hơi cũng đủ biết ở đâu cần mình. Sao, có chuyện gì vậy bồ? Nói đi. Linh thấy mình ở đây không tiện, xin kiếu nha. Nếu như Linh bận thì cứ tự nhiên nha. Hình như Gia Linh rất ngại gặp tôi. Điều đó là do anh tự nghĩ thôi.
Vì hễ chỗ nào có mặt tôi là Linh tránh gặp. Chắc là do ngẫu nhiên mà. Sự ngẫu nhiên có chủ định. Dù sao thì giữa hai đứa mình cũng chỉ là bạn. Bộ anh tính nghĩ khác hả? Kiếu nha. Ừ, Linh về nha. Linh về. Và xin gửi lại anh câu thơ: bao giờ anh đau khổ, hãy tìm đến với em. Tôi chưa định trước đâu. Chào anh Hải Thanh, ở lại vui nha. Linh đi ạ. Hạ Tần, theo tao thấy Gia Linh quá yêu mày. Tao biết chứ, nhưng đó là chuyện của cô ấy. Còn riêng tao thì không thể nào có chuyện tình với một người mà mình chưa hề rung động con tim, chưa thấy tâm hồn xuyên sao, chưa thể chung đường bước đi. So với tao mày diễm phúc vô cùng, được nhiều cô gái đẹp trao tình, nhưng mày tỏ ra phớt lờ, không đáp lại tình của người ta. Thanh à, mỗi người có một hoàn cảnh riêng mà không ai áp đặt được cho mình. Khi đã chọn con đường tình là đã chọn lấy khổ đau. Biết khổ đau nhưng người ta vẫn nhận, như tao hiện đang ước được nghe khổ đau. Bởi từ xưa cho tới bây giờ, tao chưa hề được. À, đứng ở ngoài cửa nghe hai đứa mày bàn chuyện tình yêu mà tao thèm chảy nước dãi. Mày là thằng công tử đào hoa số 1, mấy em chạy theo hàng tá thì than gian có nổi gì. Nhưng đó đâu phải là tình yêu. Chứ theo mày gọi đó là gì? Một cuộc chơi. Thôi tụi mình ít khi nào gặp nhau, sẵn đây tao đãi tụi bay một chầu, chịu không? Ừ, còn gì bằng. Vậy thì hai đứa tụi bay ở đây chơi, đợi tao 5 phút nha. Văn, theo mày thằng Tần nó đãi tụi mình thứ gì? Thì chắc là như thường lệ thôi chứ gì. À, sao độ này mày có bến ghé chưa? Bến ghé à? Vẫn là con thuyền lên đên. Còn mày? Vẫn thuyền không bến đổ. Mày nói thật chứ? Dối mày tao được gì? Vậy còn Mỹ Liên? Chỉ là bạn, một tình bạn đúng nghĩa. Hình như mày đang đeo đuổi một bóng hồng nào khác phải không? Có lẽ là như vậy. Đẹp chứ? Dĩ nhiên. Nhưng tao lại không hy vọng. Tại sao? Tại vì cô ấy đang yêu, mà người cô ấy yêu lại là... Mà thôi, như thế mới là đời phải không mày? Trong cuộc sống, không phải điều gì mình muốn cũng trở thành hiện thực. So với nhiều người thì tao có đủ đầy vật chất, nhưng để tìm một tình yêu đúng nghĩa thì tao cứ mãi lên đên trên đường thiên lý. Mình sẽ dừng chân nơi đâu khi mà có quá nhiều quán trò ở gian đường. Nhưng tất cả chỉ là quán trò qua đêm dài. Đó không phải là một tổ ấm, không phải là chốn yên bình để tao dung thân. Tao có thể lấy một người vợ đẹp giàu sang, nhưng liệu có sống cho tròn câu hạnh phúc?
mày lên đến trên dòng đời xuôi chảy, tao vẫn là thằng vẫn cô độc một mình. Mày nói nghe sao chán đời quá vậy? Nhưng mà mày yêu ai? Mày định điều tra lý lịch cô ấy à? Con bộ mày nhiễm nghề nặng quá rồi đó. Làm công an thì phải vậy thôi. Sao? Vào cuộc được rồi chứ? Đây. Sẵn sàng. Ừ. Ê. Alo. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy Tần? Chưa rõ nữa. Người gọi điện thoại là La Lâm, nhưng ảnh có vẻ sợ hãi lắm. Ảnh bảo tao phải tới ngay. Ừ, không được, biết chuyện gì. Để tao đi với mày. Tao sẽ cùng đi. Có công an đi chung là yên tâm. Thôi, mình đi ngay. Đi. Đi. Thảo à, em tìm được việc làm rồi à? Ừ, bán hàng, tuy lương ít một chút nhưng mà ổn định đó anh. Nè, anh cũng tìm được việc làm rồi đó. Chuyện của chúng ta coi như tạm ổn đó em à. Nhưng còn chuyện của má chứ gì? Rồi má sẽ hiểu ra thôi. Khi mà con mình ra đời đó, má sẽ bỏ qua tất cả. Em cứ tin anh đi. Vì tình yêu của anh, em đã quay về với chỗ đứng của người lương thiện. Em muốn sống với bao người đàn bà khác, được làm vợ, làm mẹ, và dồn hết tình yêu thương vào chồng, vào con. Nhưng không hiểu sao em lại linh cảm là hai chúng ta sẽ không Thảo được gần nhau mãi mãi, như sẽ có chia ly trọn đời giữa anh với em. Em chớ quá lo âu cho tình ta, rồi đây Thảo ơi, dù cuộc đời bể dâu có đẩy đưa chúng ta vào trong muôn vàn đau khổ, có khổ đau nào làm tiêu tan tình yêu chân chính? Ta đâu ngại gian nan khi mình đã nó phải được bú dòng sữa ngọt ngào của mẹ và được nuông chiều trong vòng tay ấm áp của cha. Con chúng mình lớn lên trong sự thương yêu, không hề biết quá khứ của cha mẹ nó. Mọi đau khổ trên đời rồi qua đi tất cả, mãi mãi trường tồn tình của đôi ta. Anh, diễn cảnh hạnh phúc đẹp quá phải không? Nè, nhưng mà bây giờ cất lại,
Đi làm chi? Em còn đi chợ. Đi chợ hả? Ừ. Nè, tụi mình á chỉ nghỉ ngơi được có vài ngày thôi, rồi phải lao vào với cuộc sống tất bật nữa. Em đi nghe anh. Em ơi, nói nghe nè. Gì? Nhớ đừng có làm cái gì nặng nghe. Sao vậy? Ảnh hưởng tới cái thai chứ gì. Xí. Anh á hả? Anh chỉ biết lo cho con không hả? Rồi em ghen với con hả? Trời ơi, bà nó khôn quá đi. Thôi em đi à. Về sớm nghe em. Ừ. Anh Lâm, mày tìm tao có chuyện gì? Anh Lâm à, có một chuyến hàng này ngon lắm á. Tìm tụi khác đi, tao giải nghệ rồi. Trời cứu chót, lấy vốn làm ăn chứ anh Lâm. Tao bảo không là không. Mày hãy để cho tao được làm người lương thiện. Có ai cấm anh làm người lương thiện đâu. Nhưng làm người lương thiện cũng phải cần tiền chứ. Đừng có nói nữa, tao không muốn nghe. Những điều mày suối bậy. Tao đang tập làm người ngay, mày có hiểu hay không? Tôi biết anh đang muốn làm người lương thiện, nhưng nếu không có tiền trong tay thì anh sẽ sống sao đây? Tao sẽ tạo ra tiền bằng chính đôi tay, chứ không bằng con đường có nguy hại về sau. Liệu người ta có cho anh làm người lương thiện, hay phải quay lại với con đường xưa, sống kiếp giang hồ lớn đến? Tao không muốn nhắc tới, cái dĩ vãng đã qua rồi. Đành vậy, anh Lâm mà. Nhưng liệu cái dĩ vãng kia có được người ta quên? Hay khi tiếp xúc với anh, họ đều tỏ vẻ khinh miệt, rồi họ cũng sẽ hiểu cho tao. Anh Lâm mà, chuyến hàng này nếu anh chịu ra tay á, tụi em sẽ chi đẹp cho anh. Có mặt anh rồi thì tụi nhóm tám hắc lào không dám tranh ăn. Ta đã bảo không, mày nghe rõ chưa thằng khốn? Anh Lâm à, ráng giúp tụi em lần chót đi anh Lâm. Đó, hàng ở trong túi sách này em sẽ để lại. Ráng đi nghe anh, tụi em sẽ chi tính đẹp cho anh tất cả. Đứng lại. Mày cầm cái túi sách lên và mang nó ra khỏi nhà tao. Anh Lâm, tại sao vậy? Em đã nói rồi, anh cứ nhận đi, em sẽ chi đẹp cho mà. Tao nói không là không. Anh Lâm, mày đem đi. Không mà. Mày đem đi. Anh cứ để lại đây. Tao nói mày đem đi. Anh Lâm, tất cả hãy đứng yên. Công an. Tôi là công an, đề nghị các anh dừng tay. Chúng tôi được tin báo là có một vụ thanh toán. Có thì không có thanh toán gì cả. Dạ, dạ đúng vậy. Tụi em đang đến nhờ anh Lâm chuyển Chuyển cái gì? Dạ, dạ em không rành. Tụi em là đàn em mà chỉ biết nghe lệnh. Anh Lâm bảo sao á, nhận cái gì là em nhận cái đó. Em chỉ nhận theo lệnh của anh thôi. Anh hãy bình tĩnh nói cho rõ hơn. Dạ, dạ đại để là anh Lâm đang chở một container hàng thì bỏ ngang xương về nhà, nên em đến nói để anh chuyển tiếp. À, không, tôi đang ở nhà thì hắn cho người đến báo tin là sẽ đến. Anh Lâm, sự thật là thế nào? Khốn nạn, mày định hại tao à? Nhưng mà container hàng gì vậy? Dạ, dạ em đâu biết. Các anh cứ mở ra xem. Mày xem coi cái gì trong đó Tần. Anh Lâm hãy chuyển tiếp hàng về kho A. Vậy cái xe tải lớn trước ngõ là do anh Lâm chuyển đi à? Phải không? Anh Lâm, nếu là hàng có giấy tờ hợp pháp thì có gì đâu mà anh phải sợ. Không, không phải tôi. Không phải của anh, nhưng tại sao lá thư lại mang tên anh? Và hắn đã khai chính anh là người chuyển tải. Tôi là người lương thiện thật mà. Trước sự thật như thế này, anh rất ít có khả năng chối cãi. Tốt nhất là anh nên thành thật khai báo. Quan cho tôi thật mà. Quan cho anh à? Anh Lâm, tôi thật không ngờ anh gây nên con sự như thế này. Tôi cứ nghĩ là anh đã làm lại cuộc đời, nào ngờ anh vẫn làm điều tác tại. Chuyện như vậy anh còn chi để biện minh chứ? Tôi có nói gì cũng không ai tin là sự thật. Tôi đã cố sống như một người lương thiện. Nếu cần tôi chết cho các người tin nha. Ủa,
Tôi khuyên anh hãy bình tâm vững dạ. Nếu như anh quan thì mọi người sẽ hiểu tường tận. Còn nếu như anh có gì gian dối thì luật pháp sẽ không tha thứ tội cho anh. Tôi đã nói ra sự thật về mình, tin hay không tùy ở các anh thôi. Thật khó xử cho tôi cả lý và tình, xin anh thông cảm, hãy theo chúng tôi. Nghĩa là tôi bị bắt à? Đừng bắt em nghe mấy anh, em vô tội mà. Khốn nạn! Anh Lâm, anh đã vi phạm pháp luật mà anh còn đánh người nữa à? Chuyện gì vậy mấy anh? Anh ấy buôn lậu đó. Không, chồng tôi không bao giờ làm như vậy. Nhưng sự thật thì... Anh Lâm, sự thật như thế nào? Và vì sao anh cứ im lặng? Quan cho Lâm Trang ơi, quan cho Lâm Trang ơi. Đến non nước này mà anh còn kêu quan nữa à? Phải chỉ nghe người khác nói, chắc là tôi không thể nào tin được. Còn đằng này, chính tôi bắt tại trận mà. Hạ Tần, anh nên bình tĩnh lại. Biết đâu trong chuyện này anh Lâm bị hàm quan. Đúng hay sai thì anh chưa thể kết luận được, nhưng trước mắt anh, Lâm đã phạm tội. Anh Tần, anh Lâm rất sợ vào tù. Tôi nghĩ... Tôi đã hết lời mà các người không tin tôi. Hạ Tần, nếu tôi muốn bị bắt thì tôi đâu có gọi điện cho anh. Nếu như anh trong sạch thì luật pháp sẽ minh bạch cho anh. Mời tất cả theo chúng tôi để làm rõ nguồn hàng. Anh Lâm! Thảo! Trời ơi! Quan cho tôi thật mà! Quan cho tôi thật mà! Rồi đây các người sẽ ân hận! Tôi tin anh hai tôi nói thật. Hãy để công an làm việc xong sẽ trả lời tất cả. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với anh tôi thì tôi... Anh Lâm! Thảo! Ở tù thì làm sao mà khỏe được hả má? Người ta điều tra đến đâu rồi con? Đó là việc của họ, con làm sao biết được? Tại má, tất cả cũng tại má. Không, do con má à. Phải chi lúc trước con đừng có chơi bời lêu lỏng thì con đâu đã mất lòng tin với những bè bạn chung quanh. Con mãi lo cuộc vui riêng, giờ dù có hối hận ăn năn cũng không trở thành người lương thiện dưới cặp mắt của bao người. Con là thứ cỏ úa bên đường mà mỗi người phải dẹp cho xong, càng để càng thấy gai mắt chướng tai. Đời con giờ đây vướng cảnh tội tù, chỉ thương cho má tuổi xế chiều. Con không được cạnh bên hầu hạ, để chuộc lại lỗi lầm xưa. Lâm ơi, ngày xưa má nuôi con lớn khôn, đâu mong có ngày con trả yêu. Điều má chờ đợi ở con là hãy lo tu tâm dưỡng tánh để được nên người.
có những thú vui riêng, đâu biết thời gian gặm mòn thân thể mà. Thế con thế này lòng má quặn đau, tại má nên con phải dương dòng lao lý. Má, má ơi, biết đâu những ngày dài nơi lao lý chính là dịp để cho con nhìn lại chính mình. Đây là điểm dừng chân của một đứa con tôi suốt đời sống rồi. Má, Lâm, con thật có lỗi với má. Lâm ơi, con thật không buồn không giận má sao? Ôi, má nghe trong lòng thanh thản được phần nào. Thương con, nhưng má đâu giúp được gì. Thôi thì má tạm yên với điều con nói. Cuộc vấp ngã này là bài học cho con. Sẽ thường lui tới viếng thăm. Em của con đã cảm thông cho anh của nó. Đây nè, gói quà này là của em con đó. Tình cảm tràn đầy con hãy nhận đi con. Má, tuy con Dương cảnh tội tù, nhưng có Kiều Trang, má cũng đỡ phần cực nhọc. Trước khi đến đây, má cứ nghĩ con âu sầu buồn bã. Nào ngờ con lại có vẻ tin tưởng ở chính con. Thấy vậy thì má cũng mừng lắm rồi. Má, xin lỗi, tôi... Dạ, chào má. Ngồi đi em. Cô, cô vẫn thường đến đây à? Dạ thưa má, một ngày cũng nghĩ vợ chồng. Dù con chưa được bác mang trầu cao cưới hỏi, nhưng trong lòng con bao giờ cũng nghĩ mình là vợ của La Lâm. À, sự việc ngày trước bác, bác thật không phải. Thưa bác, con không bao giờ để dạ. Con tuy làm vũ nữ, nhưng con vẫn biết câu thương chồng phải lụy nhan sang nhà chồng. Má à, trong những ngày sống nơi đây, Phương Thảo đã hết lòng hết dạ với con. Cô ấy đã từ bỏ nghề vũ nữ. Má ơi, má có biết Phương Thảo đang sống bằng nghề gì không má? Thôi anh, nhắc lại làm chi, chỉ càng làm cho mỗi người khó xử. Dù anh phải vươn vào dòng lao lý trong một thời gian dài, dù em có phải tảo tần một nắng hai sương, em cũng quyết giữ lấy hạnh phúc này, hạnh phúc mình tạo nên bằng sự bạc đãi của cuộc đời. Chúng mình đã tưởng hình trong em, đó là kết quả của tình yêu mà mình trả giá rất nhiều. Anh hãy tin tưởng nơi em. Khi thằng Lâm dương cánh lao tù, má tưởng con đã hiểu ra vẫn chưa phải muộn. Rồi khi con về với gia đình, Phương Thảo
Thảo sẽ lo lắng tận tình, đây là hạnh phúc cuối cùng của con. Bác ơi, cuộc đời con từ thuở ấu thơ đã sớm mang nhiều bất hạnh. Đến với anh Lâm con đến bằng tình yêu chân thật. Những tưởng tình yêu kia sẽ bền vững theo tháng năm dài. Nào ngờ con gặp phải sự chối từ, con như người rơi vào tuyệt vọng khi anh Lâm giam mình trong chốn tù lao. Cuộc đời con còn gì để ước để mơ, nhưng cũng không thể phó mặc cho dòng đời đưa đầy. Đợi đến khi anh Lâm thoát dòng lao ly thì chúng con xây dựng lại đời mình. Hiểu con thật nhiều rồi Thảo ơi. Thằng Lâm như thế nào đi nữa thì bác cũng sẽ lo cho cháu của bác mà. Má ơi, con cảm ơn má thật nhiều nha má. Điều an ủi của con trong những ngày này đã được má thương yêu biến thành hiện thực. Thảo ơi, em có vui không? Thảo, sao em không nhìn anh? Sao em không cười cho niên dạ hả Thảo? Lâm ơi, mình đã thề non hẹn biển, và giờ đây dù má anh đã nhìn nhận em rồi, nhưng em xin anh hãy cho em được sống như những ngày đã qua. Dù lòng em luôn mơ đến một tương lai rực rỡ, Lâm, em muốn được nghỉ suy thêm một thời gian nữa. Khi em quyết định thay đổi cuộc đời mình. Thảo ơi, có phải em vẫn còn giận má? Chính bỏ làm lành là điều tốt đó em ơi. Bác hãy cho con thêm một thời gian nữa, bởi trong lòng chuyện cũ chưa phai. Thảo à, nhưng sống một thân làm sao em bươn chải khi chung quanh em cảm bẫy dãy đầy á Thảo? Anh, những ngày vắng anh, em sẽ tự tạo cho mình một cách nhìn hết sức thực tế về cuộc sống. Không ai dạy gì trở lại con đường chông gai mình đã đi qua. Thảo, anh tin ở em. Con nói như thế bác, má đành chịu vậy. Má mong rằng con, má trước hay sau gì con cũng xin lại dâu của má. Nhưng ngay lúc này thì má hãy hiểu cho con. Má hiểu. Thưa má, con về. Về tuần sau em lại thăm anh nha. Khoan đã con. Con có thể cho má biết địa chỉ của con không? Chưa đến lúc đâu má à. Con sẽ đến thăm má thường hơn. Thưa má. Thảo, nhớ đến nghe em. Anh chờ nghe Thảo. Em về. Con về nha má. Con về. Thấy nó thấy thương quá. Giờ má mới thấy mình sai lầm quá lớn. Má, anh ra khỏi đây ngay. Đi ngay. Kiều Trang, Kiều
Trang ơi, sao em không thông hiểu cho nỗi khổ của riêng anh. Anh vẫn còn yêu em tha thiết, nếu như tình xưa em đã cắt đứt nào nguôi. Nhưng tương tình ta sẽ dịu em trên suốt đoạn đường trần. Ngờ đâu nửa đường lại gãi gánh, nhưng dù thế nào thì anh cũng không thể quên em. Anh lại than thở nữa rồi. Chứ tôi biết phải làm gì hơn. Nói theo kiểu nào thì tôi cũng là người có lỗi, và tình của tôi với Kiều Trang cũng đã dở tan hết rồi. Trang ơi, anh thật sự đau khổ hay là tiếc nuối? Cả hai. Có nghĩa là anh vẫn còn yêu Kiều Trang hơn bao giờ hết nữa kìa. Nhưng cô ấy đã cự tuyệt tình anh. Theo Linh nghĩ thì cuộc tình vừa qua chỉ còn là chiếc bóng. Và nếu con người ta cứ mãi miết đuổi theo chiếc bóng thì không thể nào đạt được trong thực tại đâu anh ạ. Gia Linh không thể nào hiểu được tình của chúng tôi đâu. Nhưng Gia Linh hiểu được anh. Như thế cũng chẳng ích lợi gì cả. Tại sao? Bởi người tôi cần là Kiều Trang mà. Theo anh thì giữa em và Kiều Trang ai hơn ai chứ? Tốt nhất là đừng bắt tôi phải trả lời câu hỏi đó trong lúc này. Vì hiện tại tôi không còn đủ tỉnh táo nữa. Gia Linh hiểu không? Nếu Linh nói anh hiện rất sáng suốt thì sao? Đó là quyền của Gia Linh. Còn riêng tôi, tôi có nghe cảm xúc gì đâu với một cõi lòng nắng nổi u hoài. Sự thật vừa qua rất khó giải bày. Nói để nghe thôi, đâu giải quyết được gì. Tôi mong thời gian Kiều Trang sẽ hiểu được cho lòng tôi. Nhưng nếu thời gian không xóa được bao nỗi hờn căm lòng người tình cô, chẳng lẽ anh cứ đeo mang nỗi buồn vạn kiếp để bước tương lai mờ mịt không tìm ra lối đi về? Tình cho đi không nhận lại bao giờ, rộng lượng ban cho
cho người ta nhiều tình cảm. Sao hẹp hòi khi đối diện với gia Linh. Linh yêu anh do tiếng nói của con tim, do sự rung động của những tháng ngày gần gũi. Nếu như anh vẫn chưa quên được người tình cũ, thì tình đơn phương suốt đời Linh phải đeo mang. Linh à, nỗi buồn nào theo năm tháng cũng sẽ phôi pha. Chỉ có tình yêu khó làm cho người ta quên được. Nếu Linh đã nói được như vậy, thì Linh nên hiểu cho tôi. Ngày mai anh đi tu nghiệp. Linh cũng biết chuyện này à? Gia Văn đã nói lại. Ngày mai, ngày mai anh có cần người đưa tiễn không? Người đó là Gia Linh. Tôi không biết phải nói gì hơn hai tiếng cảm ơn. Có một người đưa tiễn, chắc cuộc ra đi sẽ có nhiều lưu luyến. Một sự lưu luyến của một tình bạn đúng nghĩa. Cảm ơn Linh rất nhiều. Linh hy vọng là hai năm tu nghiệp bên Mỹ, anh sẽ quên được cái cũ để xây tiếp cái mới. Linh sẽ chờ anh. Tôi chưa dám trả lời cho cái ngày gặp lại. Mọi việc hãy nhường cho sự quyết định của con tim. Ngày mai chắc Kiều Trang... Vâng, chắc Trang sẽ không bao giờ đến đưa tiễn tôi đâu. Thôi thì cứ để cho nỗi buồn lắng đọng cùng năm tháng. Gia Linh về chứ? Vâng, hẹn gặp lại ngày mai. Hẹn gặp lại. Chào anh. Chỉ còn một đêm ở lại Sài Gòn với bao tâm sự ngổn ngang, tơ lòng vương trăm môi. Hạ Tần. Tần, hai đứa mày đến tiễn tao à? Đúng hơn là đến tống biệt mày. Mày làm như tao với mày là tình địch gì đó. Nếu lỡ vậy thì sao? Thì tao sẵn sàng đứng lên nhường đường cho mày qua. Vì tình bạn rất khó kiếm, còn tình yêu thì quá dễ tìm mà. Nói chơi thôi, chứ tao đã đặt cái chữ nếu ở đầu rồi. Ba thằng chơi chung nhau từ thuở nhỏ, chẳng lẽ không hiểu ý nhau sao? Thợ nhỏ khác, lớn lên khác. Thôi đi, gạt giùm tôi mọi ý nghĩ vớ vẩn nó đi mấy ông bạn. Đêm nay hai đứa mày phải thật sai với tao nha. Rồi sau đó? Tao nhờ mày một chuyện. Làm cầu nối à? Đúng. Ngày mai tao phải đi xa, ra đi, nhưng trong lòng tao không có chút gì hứng thú. Tao muốn đêm nay, cái đêm chót ở lại Sài Gòn, ước nguyện của tao là được gặp lại Kiều Trang. Dù chỉ một lần để nhìn rõ nhau hơn, rồi tháng ngày sắp một mình nỗi cô đơn. Nơi phương trời bên đây xa xôi, tình của tao vẫn để lại nơi này. Tao hiểu mày đang ôm nỗi buồn vô tận. Nỗi buồn của kẻ đi xa mong gặp mặt người bạn tình xưa, để gỡ rối tơ lòng. Nhắc lại chuyện cũ tao cảm thấy xót xa. Một phần lỗi cũng tại nơi tao, hời hợt trong
sự việc vừa rồi. Thanh à, có trách lẫn nhau cũng không tìm lại đường. Cái bài học này thì trời ơi, tao sẽ luôn nhớ đến ngàn đời. Tao xin giúp hết sức mình. Ngay bây giờ tao sẽ đến nói rõ là mày cần gặp mặt trăng. Nhưng mà liệu cô ấy... Tao nghĩ với nguyện vọng của một người sắp đi xa, chắc Kiều Trang không nỡ. Nếu vậy thì mày nên đi ngay. Mày nói với Kiều Trang là tao sẽ chờ cô ấy nơi chỗ hẹn cũ. Tao sẽ ngồi chờ cả đêm nay với một nguyện vọng duy nhất là được gặp cô ấy. Được rồi, mày cứ tin tao. Đây, ly rượu chia tay, tao xin uống với mày. Tạm biệt. Tạm biệt. Mày có tin là Kiều Trang sẽ đến? Tao thì phải tin như vậy thôi. Còn một chuyện nữa, tao muốn nhờ mày. Chuyện gì? Sổ gửi tiền của tao á, tao đã ủy quyền lại cho mày rồi. Mong rằng trong thời gian 2 năm tao đi tu nghiệp, mày thay tao lo cho mẹ con của Phương Thảo. Mày bằng lòng không? Sao mày lại hành động như thế? Mày hỏi câu đó hơi thừa. Mày đã biết tao á, hành động như vậy là vì mục đích gì rồi mà. Hả Tần? Mày muốn chuộc lại một phần lỗi do chính mày đã gây ra cho Phương Thảo. Nhưng thật ra đó đâu phải là lỗi của mày. Hả Tần? Chúng ta nên nói thật với nhau trước khi mày rời xa bao kỷ niệm. Hả Tần ơi, bởi vì mày quá lo cho gia đình Kiều Trang nên mới xảy ra lắm chuyện đau lòng. Nhưng Kiều Trang chưa hiểu rõ chuyện này. Với cô ấy, La Lâm bị bắt là nỗi đau quá lớn. Sự hụt hẫn này chưa thể bù đắp lại ngay. Kiều Trang hận mày vì bởi quá yêu, vì tình đã biến thành thù hận. Khi người ta cảm thấy mình bị phản bội, âu đó nghĩ ra cũng là chuyện thường tình. Tao tin rằng theo năm tháng trôi qua, Kiều Trang sẽ dần nguôi ngoai chuyện cũ. Để ngày về đây không còn cách trở, hai người nắm tay nhau hát lại bản tình ca. Cảm ơn mày. Ước nguyện của tao là như thế đó. Được, những gì mày dặn tao sẽ cố làm cho tốt. Còn riêng mày, tao thành thật khuyên mày nên thường viết thư về cho Kiều Trang để an ủi nàng. Nỗi đau khổ sẽ chóng vơi khi người ta được an ủi. Mày cầm cuốn sổ này và lo cho mẹ con của Phương Thảo nha. Thôi, tao về. Mày chuẩn bị đến điểm hẹn là vừa. Thôi, tao đi nha. Em nên nhân cơ hội này để
đến với Kiều Trang, cơ hội đến với tình yêu của con người ta rất ít. Bỏ lỡ dịp mai là bỏ tất cả. Thời gian Hạ Tần đi tu nghiệp là thời gian để cho Kiều Trang hiểu rõ lòng em. Dũng cảm lên chứ Gia Văn. Hạ Tần, Hạ Tần ơi, mày hãy thông cảm cho tao. Suốt bao năm trời chơi thân với nhau, đây là lần đầu tiên tao dối gạt mày. Tất cả chỉ vì tao quá yêu, tao quá yêu, mày có hiểu cho tao không Hạ Tần? Tao mong muốn rằng trong thời gian mày xa cách Kiều Trang là thời gian mà tao giúp cho Kiều Trang làm lành lặn lại vết thương lòng, để sau này khi mày trở lại chốn xưa, Kiều Trang quên rồi hình bóng năm nào. Vì ở bên nàng đã có Gia Văn, trách gì nữa đây khi mà sẽ tìm vui duyên mới. Hạnh phúc cuộc đời chắc sẽ ấm êm. Trang ơi, nếu chết để được em tin thì anh không hề do dự. Nhẫn cưới này em trả lại cho anh. Anh cầm nó trên tay mà nghe cõi lòng tan nát. Anh biết trao nó cho ai bây giờ? Trang ơi. Hả Tần ơi, nhẫn cưới anh trao, giờ em xin trả lại. Tình yêu năm xưa đã chết vì thù hận hai chúng ta, giờ mỗi đứa một con đường. Kiều Trang vẫn còn yêu tha thiết Hạ Tần, làm sao có thể quên trong thoáng chốc những kỷ niệm êm đềm hai đứa tạo nên. Em biết ngày mai anh phải đi xa, muốn đến tiễn đưa nhưng ngập ngừng chân bước. Em mong chờ được nghe anh nói để phút chia tay em thanh thản trong lòng. Nhưng anh vẫn lặng thinh. Anh chấp nhận chia tay với em thật sao? Phải chi giờ này anh đến tìm em? Phải chi anh nói một câu cần em đến trong ngàn đưa tiễn thì hay biết chừng nào? Trời đã gần sáng rồi, sương đã rơi ướt đẫm vai anh. Kiều Trang ơi, giờ này em đang làm gì? Em có nghe lòng nhớ đến anh chăng? Anh ao ước được nhìn thấy em một lần sau cuối, được nghe em nói, được thấy em cười để lòng anh không còn trong vắng. Trang ơi, trước lúc chia tay người đi kẻ ở,
Anh mãi đợi chờ mà sao em chẳng đến để tiền đưa anh, để phúc phân kỳ hai nơi. Cho anh được nhìn lại kiều trang, để con tim ấm lại chút tình nồng. Kiều Trang ơi, anh yêu em trọn đời. Dù hiện giờ em không đến đây, nhưng anh vẫn thấy em ở bên anh. Nhẫn cưới này anh giữ mãi Trang ơi. Tình chung không bao giờ nhạt phai. Chi nữa cũng thế mà thôi người hỡi, câu hát êm đềm bên nhau nay bỗng nhiên thành xa xôi, thì thôi đành mất nhau rồi. Một người quay bước đôi môi heo khô từ đây, tình yêu xa quá chim bay tới phương trời nào, nhưng trái tim ai vẫn còn ngỡ ngàng. Bác sĩ. À, Gia Linh, mời cô vào. À, mới về nước là anh đi làm việc ngay sao? 2 năm tu nghiệp ở nước ngoài, về nước là phải thử sức ngay chứ. Gia Linh à, uống nước nha. Cảm ơn anh, trông anh vẫn như 2 năm về trước chứ gì. Nhưng mà có nét tươi hơn phải không Gia Linh? Đó là tín hiệu của sự lãng quên cái buồn. Đôi khi cái buồn nó đã động thành một góc trong trái tim, nên nó chỉ biểu lộ ra ngoài lúc cần thiết thôi. Con người không thể sống mãi với cái buồn được. Bây giờ Gia Linh sống ra làm sao? Vẫn vậy, vẫn cô đơn. Thật chứ? Mà không tin thì không biết ai mới tin Linh á. Tôi đâu có khi nào mà không dám tin Gia Linh. Thật chứ? Bây giờ cô lại dai cái câu nói của tôi rồi ha. Anh có cần em trả không? Thôi, hãy cứ giữ đó mà làm kỷ niệm. Tất cả vẫn chỉ là kỷ niệm, và đó là thứ kỷ niệm buồn mà chỉ riêng một mình em biết. Còn biết phải làm sao hơn hả Gia Linh? 2 năm qua anh vẫn nhận được thư của Linh đều đặn chứ? Có. Anh có đọc không? Có. Đọc kỹ không? Rất kỹ. Chắc anh rất hiểu Linh à. Ngoài cái hiểu, bên trong còn là sự thông cảm.
Nhưng thông cảm thì lại không phải là tình yêu Gia Linh à. Lúc nãy anh bảo đã quên được Kiều Trang rồi mà. Gia Linh cho phép tôi được đính chính là tôi chưa hề nói mình quên được Kiều Trang, mà tôi chỉ nói là nỗi buồn xưa đóng gói thành kỷ niệm, và tôi sẽ mang theo suốt đời mình. Dù cho xa cách hai nơi nhưng lòng vẫn nhớ, nhớ bao kỷ niệm với Kiều Trang. Riêng Gia Linh thì em chờ anh, nguyện chẳng đổi. Linh ơi, tôi chẳng dám nhận tình ơi, chẳng phải vì tôi là người có trái tim sắt đá. Chỉ tiếc là bến đò quê cô đã chậm bước và thuyền tình kia đã tách bờ xa. Bờ. Hai năm qua vẫn chưa lành lặng vỡ thương lòng, nhận những lá thư cô gửi từ cô quốc, tôi thoáng nghe lòng ngấm lại chút tình quê. Nhưng cô có biết rằng cũng trong hai năm qua tôi đã gửi cho Kiều Trang bao nhiêu lá thư nhung nhớ. Những thư đi rồi cứ bạc tiếng niềm hơi, tôi nghĩ Kiều Trang còn giận là còn yêu tôi tha thiết. Trời ơi, vậy mà Linh cứ ngỡ 100 lá thư tôi gửi cho Kiều Trang trong 2 năm qua, và tôi luôn dõi theo sự đợi chờ từ cánh thư ấy. Nhưng mà vậy mà 2 năm qua Gia Linh luôn nuôi hy vọng, giờ hy vọng vỗ cánh bay theo từng Gia Linh. Tôi đành phải lặp lại câu tiếc rằng anh vẫn đành lòng để cho em ra đi. Có lẽ như thế mà hay hơn. Anh có nghe chút gì hối tiếc không? Có. Nhưng đó là sự hối tiếc của một người bạn khi phải sống xa một người bạn. Dù thế nào thì mình vẫn còn có cơ hội gặp nhau mà, đúng không Gia Linh? Không, em không còn hy vọng gì cả. Tình yêu là trái đắng, tôi đã nếm vị đắng đó tận đáy lòng. Trong thâm tâm tôi bắt đầu thèm vị ngọt thật sự có từ trong trái đắng. Linh hiểu không? Vâng, Linh hiểu. Ngày mai Linh sẽ lên đường. Ngày mai tôi sẽ đến để đưa tiễn, cũng như ngày tôi đi tu nghiệp. Linh đã đến đưa tiễn anh.
phải. Thôi, Linh đừng khóc nữa. Tôi đưa Linh về nha. Cháu đã khỏe rồi chứ chị? Vâng, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn cái gì? Trách nhiệm của tôi thôi mà. Không, tôi cảm ơn việc làm cao cả của anh trong 2 năm vừa qua. Chị đã biết. Phải. Và tôi thầm nguyện một ngày nào đó sẽ đền đáp lại công ơn của anh. Không có sự lo lắng của anh trong 2 năm qua, có lẽ mẹ con tôi đã... Thôi chị à, chị đừng nhắc lại chuyện cũ nữa mà. Không, anh cứ cho phép tôi nói. Dù đó không phải là tiếng nói cảm ơn, mà xuất phát từ đáy lòng tôi. 2 năm trời nuôi dạy con thơ, anh là linh hồn của mẹ con tôi. Hải Thánh đã kể tôi nghe tường tận, ý anh muốn chuộc lại lỗi lầm, nhưng nghĩ kỹ ra anh chẳng lỗi lầm gì. Tôi vui mừng khi chị hiểu được tôi, 2 năm qua tôi hối hận khôn nguôi. Tôi sẽ giúp cho chị nuôi cháu nên người, đó là cách tôi đáp đền. Hạ Tần ơi, anh thật là cao thượng, tiếc là Kiều Trang chưa hiểu cho anh. Rồi cô ấy cũng sẽ hiểu thôi mà. Xin lỗi, tôi... Cô Trang, chị Thảo, 2 năm nay chị sống ở đâu? Em đi tìm chị khắp chốn. Tôi có rất nhiều chuyện cần nói với cô. Tôi chờ cô ở dưới sân bệnh viện nha. Mình có thể đi ngay bây giờ. Tôi nghĩ cô cũng nên có vài lời với bác sĩ. Dù sao hai người cũng xa cách nhau hơn 2 năm rồi. Tôi đi nha. Dạ. Chúng mình còn chút gì để nhớ? Còn chứ. Còn trong lòng anh nỗi nhớ không nguôi. Còn những bức thư anh đã gửi cho em. Và còn 100 la. Nhưng chỉ tiếc là tôi chưa hề đọc. Những lá thư, nó đâu có tội tình gì hả em? Những lá thư chỉ là những vật vô tri, thì làm sao nó có lỗi? Nhưng chủ nhân của những lá thư đó thì mang một trọng tội chứ gì. Trang ơi, 2 năm đã trôi qua, ta khổ đau đã nhiều, sao phút giây tao phun em lòng nào chẳng thể thứ tha. 2 năm sống nơi xứ người, nhật cưới này anh giữ cho em. Giờ thì chẳng còn điều gì để nói, hết câu hẹn thề tình xưa nay đã phôi pha. Nhắc chỉ thêm đau lòng khi mà tôi đã cố quên. Đêm chia ly năm nào nay vẫn còn đau xé lòng anh. Trang ơi, em có biết không, ngày anh
rời khỏi quê hương, dưới sương anh chờ đợi em. Nhưng mong rằng được gặp lại em, đêm đã tàn mà người nơi nào. Đêm anh rời khỏi quê hương, tôi có biết. Đêm đó tôi cũng thức trắng như ai, cũng chờ đợi được gặp ai để nói lời từ biệt. Những sự chờ đợi kia lại tàn lụng theo bóng đêm dài. Tôi đã thầm tiếng ai rời khỏi quê nhà, đó là sự tiễn đưa trong nước mắt. Nước mắt cạn dần theo từng bước người đi. Anh đã quên rồi, cũng như tôi đã quên anh. Tình đã chết, còn gì để nhớ. Nay gặp nhau đây, nỗi lòng trúc cạn. Hãy xem như mình chưa gặp gỡ bao giờ. 100 lá thư của 2 năm, 100 điều kỳ vọng, cuối cùng như gió thoảng mà thôi. Tôi có hẹn với chị Thảo. Chào anh. Trang. Cô có biết tại sao 2 năm nay tôi không cho cô và má biết nơi tôi ở không? Tại chị ngại gặp má. Đúng hơn là tôi sợ phải một lần nhận lấy sự khinh miệt của má. Vả lại lúc ấy tôi đang mang thai. Cháu đã ra đời, 2 năm nay chị sống như thế nào? Cô cứ yên tâm, tôi không bao giờ quay lại nghề cũ đâu. Tôi nhận đồ ma gia công và được một người đã ân cần lo lắng cho mẹ con tôi trong suốt 2 năm qua. Một người đàn ông. Phải. Và 2 năm nay mẹ con tôi sống ở đất Sài Gòn. Trong khi tài trắng không nghề, bươn chải với cuộc đời mà vẫn sống mâm mềm. Người ta lo lắng cho mẹ con tôi, không hề suy tính xa xôi, thầm lặng với tháng ngày, không một tiếng thở than. Chỉ cho em biết người đó là ai, mà họ cao thượng vô cùng. Chắc họ thương chị thật lòng. Em mừng cho chị có đôi. Không, người ấy vì mẹ con tôi, không phải bởi chữ tình, mà vì bổn phận thay người. Nuôi dưỡng con của anh cô. Nhưng người đó là ai? Hả Tần? Chị nói sao? Hả Tần à? Phải. Trong suốt 2 năm qua, dù Hả Tần đi tu nghiệp ở phương trời xa lạ, nhưng anh vẫn nhờ Hải Thanh lo lắng cho mẹ con tôi bằng số tiền đã bao năm dành dùm. Và tới hôm nay tôi mới rõ đôi đầu.
đầu thì tôi rất căm hận hả tần. Dần dần thì tôi hiểu ra tất cả, mình trách lầm người lo lắng cho anh lắm. Hạ Tần mong muốn tương lai của anh lắm phải đoạn tuyệt với điều sâu xa trong quá khứ. Nhưng sự việc lại không theo ý muốn, nên tới hôm nay Tần ân hận mãi trong lòng. Chị Thảo, mọi điều chị nói là thật à? Nói dối cô tôi được cái gì? Nay mai cháu khỏe, tôi sẽ bồng cháu về thăm má và cô. Thôi, tôi về à. Chị hai, vậy là tôi đã trách lầm anh ấy. Chị định đi thật sao? Ở lại để làm gì khi bao ước vọng đã vượt khỏi tầm tay, khi mà sự chờ đợi của con người có giới hạn. Còn em cũng chẳng hơn gì chị. Với Hạ Tần, Kiều Trang chưa có thể quên được. Hai năm nay em đã cố đổ bao công sức, nhưng cuối cùng chỉ nhận được mảnh tình nửa vời. Cái số của chị em mình quả là lận đận trên chốn tình trường. Sau cùng em cũng đổ thừa cho cái số. Văn ơi, chị ra đi thì đã yên phận chị, vì bên ấy còn có ba. Rồi chị sẽ tìm quên Hạ Tần, tìm quên một mối tình mà bấy lâu chị kỳ vọng được chung đường với người ta. Nay tình không trọn tôi đành chia tay. Chị ra đi còn mang nặng một điều, giờ phút này đây chị xin nói thật lòng. Có chuyện chi khiến chị hối hận? Ở quê nhà em sẽ giải quyết em xuôi. Có phải chăng chị tin nói lời từ biệt với một người chị đã quá yêu thương? Chị đã nói lời từ biệt với người ta trước khi ra nước ngoài đoàn tụ. Văn ơi, điều chị ăn năn là câu chuyện xảy ra hơn 2 năm về trước, mà chính chị là thủ phạm gây ra những chuyện đau lòng. Dùng tiền nhờ người ta dựng chuyện, chị không ngờ sự việc quá đớn đau. Chuyện xảy ra giết chết một tương lai, và những người khác cũng không tìm ra hạnh phúc. Văn ơi, đến giờ đây chị cứ ăn năn mãi. Nay trước lúc ra đi chị nói rõ em tường. Thì ra chính chị đã dựng chuyện của anh Lâm. Phải. Chị có biết làm như thế là rất tội ác? Biết. Nhưng vì quá yêu và quá lo cho em, chị hành động mà không cần suy tính. Và lại chị đâu nghĩ hậu quả đến như vậy. Chị chỉ muốn cách ly Hạ Tần và Kiều Trang,
đó cũng là dịp để cho em. Nhưng rồi em cũng có hạnh phúc đâu. Vì nghe lời chị mà suốt 2 năm nay lương tâm em luôn bị cắn rứt. Chị có biết không, cái đêm Hạ Tần ra đi, nó nhờ em nhắn lại với Kiều Trang là muốn gặp nhau lần cuối. Nhưng vì ích kỷ em đã im lặng. Đêm đó nó đứng chờ cho đến sáng, nó chờ đợi người yêu mặc cho sương đêm vắng lành. Nhưng nó có ngờ đâu chính em đã phản lại lòng tin của thằng bạn thâm tình. Đêm ấy em cùng thức trắng một mình, nó ra đi nhưng nào đâu có biết chính thằng bạn mình không nói lại với Kiều Trang. Em biết 2 năm nay nó chưa quên được Kiều Trang, cũng như Kiều Trang không thể nào quên được nó. Tình yêu của họ thật vô cùng cao đẹp, mà chị em ta đang tâm pha nát cho đành. Chuyện xảy ra quá đau lòng, chị ân hận nhưng không dám tỏ bày cùng ai cả. Chẳng lẽ nói thật với Hạ Tần, chị sợ anh ấy sẽ thương chị. Thôi thì hãy để cho anh ấy giữ ấn tượng đẹp về chị mà chị đã dành cho anh ấy. Đành phải vậy thôi chị Gia Linh ơi, có nói thật cũng không đạt được sự thật. Chị cứ yên tâm về nơi ấy, em sẽ lựa lời cho Hạ Tần rõ nguồn cơn. Em sẽ nối lại nhịp cầu của họ đã dở dang, là ổ thước của mưa dầm tháng bay. Rồi em sẽ tìm ra chân hạnh phúc của đôi tim thật sự rung động vì tình. Văn ơi, vậy là chị yên tâm để ra đi. Em nói lại với Hạ Tần giùm chi. Chị chúc cho hai người yên vui hạnh phúc, dù bên trời âu chỉ vò vò cô đơn. Được, em sẽ làm theo lời chị dặn. Thôi chị hãy vào nghỉ đi, để ngày mai lên đường cho sớm. Ngày mai Hạ Tần đến đưa tiễn, hay là em gọi? Chị cứ để em lo, chị sẽ được toại nguyện trước khi chia tay với người mình yêu quý. Chị cảm ơn em. Alo, Hạ Tần đó phải không? À, mày hãy ở nhà, tao sẽ đến ngay có chuyện cần bàn gấp, nhớ nhé. Chỉ còn đúng 1 tuần nữa là anh sẽ về nước. Anh hy vọng rằng ngày ấy em sẽ ra phi trường đón anh. Gọi điện thoại cho em nhiều lần nhưng em không thích nghe nên đành vậy. Mong được gặp em khi vừa đến phi trường. Anh Hạ Tần. Đúng 100 lá thư, đúng 100 lần
anh chờ đợi tin em nơi phương trời xa lạ đó. Nhưng mà em đã vô tình bỏ rơi tâm tình yêu chân thật ấy. Hạ Tần ơi, khi hiểu ra thì anh vô cùng cao thương. Mong rằng anh hãy tha lỗi cho Tần như vậy là hơi quá đáng. Vì con quá thương anh hai. Má biết, trong đau khổ cùng cực của con người ta, ít ai chịu suy nghĩ để tìm ra một hành động cho thích hợp với hoàn cảnh. Thôi thì thằng Tần nó chờ đợi con đã 2 năm, con nên tính lại. Cái ơn của ảnh đối với gia đình ta quá lớn. Con sợ mọi sự trở lại bây giờ đều đã mất hết ý nghĩa. Việc đó tùy con. Nhưng con phải biết, nếu như không có thằng Tần lo lắng, thì trong 2 năm qua, mẹ con của con Thảo biết vẫn lang thang. Vì thằng Lâm còn dương canh tội tùng, chính nhờ Hà Tần làm sao nó...
nối lại tình đầu. Khi mà hai năm trời trôi qua, con đã nhất quyết đoạn tình, làm thế nào trở về với ngày xưa? Làm thế nào đó là chuyện của con. Còn chuyện trước mắt là làm sao đi rước mẹ con Thảo về đây hữu hỷ với má. Con đã nói cho chị Thảo hiểu rõ tận tường. Tuy không cao trầu nhưng vẫn là dâu. Phải, con nói vậy rất phải. Nghĩ lại má thấy mình có lỗi với nó nhiều quá. Thôi má à, sau khi anh Lâm ra tù, cả nhà mình sẽ được đoàn tụ, đứa bé sẽ gặp mặt cha. Má cũng mong như thế. Dạ chào bác. À, chào Văn, cháu đến chơi. Dạ thưa bác, cháu đến thăm bác và có chút chuyện với Trang. À, hình như bác thấy chuyện thứ hai nó quan trọng hơn đó. Hai đứa cứ tự nhiên nghe. Dạ. Có chuyện gì vậy anh Văn? Chuyện hạnh phúc của Trang. Anh Văn à, Trang đã nói với anh là Trang chưa thể trả lời yêu cầu của anh được. Bởi... Trang không yêu tôi chứ gì. Không phải chuyện đó đâu Trang. Còn chuyện khác nữa sao anh? Còn chứ. Còn chuyện của Trang và Hạ Tần. Anh muốn nói... Không phải muốn, mà là khẳng định. Hai năm nay Trang đã bỏ quên một tấm chân tình tuyệt đẹp. Làm sao anh khẳng định điều đó? Vì nói theo nghĩa nào thì tôi cũng là một trong những người trong cuộc của câu chuyện kia. Chuyện tình của chúng tôi? Không, chuyện xảy ra cách đây hơn 2 năm. Chuyện liên quan đến việc tù tội của anh Lâm. Anh nói sao? Người gây ra việc đó là do có chủ tâm, và Hạ Tần chỉ là nạn nhân của câu chuyện. Vậy người đó là ai? Là người với tôi vốn ruột thịt thâm tình. Đó là... là chị Gia Linh. Gia Linh à? Chỉ vì chút hờn ghén của một tình yêu đơn phương ích kỷ, nên chị tôi đã thuê người dàn cảnh đưa anh Lâm vào vòng tù tôi, để Hạ Tần chán ghét Kiều Trang, và để Gia Linh sẽ chiếm trọn người mình yêu cho thỏa dạ kẻ si tình. Nhưng không ngờ chuyện xảy ra ngoài dự tính ban đầu. Gia Linh chỉ muốn tạo ra cái khoảng cách cho Hạ Tần xa lánh Kiều Trang. Nhưng khi anh Lâm vào tù thì chuyện khác đi. Bọn đại bàn đã trả thù tàn nhẫn. Dù kẻ ấy bây giờ đã đền tội, nhưng trong thâm tâm Gia Linh luôn bị dài dò rãi rứt. Mà 2 năm qua tôi cứ nghĩ vì sự hồ đồ của anh Tần đã tiếp tay đưa anh Lâm vào tù tôi. Nào ngờ người táo cảnh này lại là Gia Linh. Gia Linh vì chút yêu đương mà cô ấy đã gây ra nhiều tội lỗi. Gia Linh luôn im lặng trong ngần thời gian ấy, trước khi ra đi mới tỏ rõ đuôi đầu. Hôm nay tôi đã mạnh dạn tỏ bày, và chính tôi cũng là thủ phạm tạo khoảng cách chia lìa hai kẻ yêu nhau. Cái đêm Hạ Tần sắp rời khỏi quê hương,
tha thiết muốn gặp Kiều Trang lần cuối. Vì yêu Kiều Trang nên tôi im lặng, để cho Hạ Tần chờ đợi suốt đêm sương. Anh Văn, anh cũng làm việc đó nữa sao? Vì yêu, đôi lúc con người ta trở nên nhỏ nhen ích kỷ từ bao giờ mà ngay chính họ còn không nhận ra nổi. Trang, Trang có hận tôi không? Không, Trang rất thông cảm cho anh. Hạ Tần đã vì Trang đã bao ngày đau khổ rồi. Hạ Tần là một người tốt, đánh mất tình yêu của Hạ Tần thì trọn đời Trang khó tìm lại được. Hạ Tần sẽ đến đây ngay. Hạ Tần sẽ đến à? Đừng nói cho Hạ Tần biết chuyện đêm đó ra đi, để giữa chúng tôi còn một tình bạn đúng nghĩa là tri kỷ. Trang đồng ý chứ? Vâng, Trang sẽ chiều theo ý của anh. Thôi, Văn về. Chúc hai bạn có hạnh phúc đúng nghĩa. À, Kiều Trang à, trước khi chị Gia Linh đi, có gửi lại cho Kiều Trang bức thơ này. Dạ. Dạ biệt Trang. Chào anh. Trang. Hạ Tần. Hạ Tần. Trời ơi, những bức thơ có những chuyện tuy muộn màng nhưng lại rất hay em à. Anh còn giận em nữa không anh? Giận em? Giận em rồi anh biết sống với ai đây? Em có biết không, 2 năm trời tu nghiệp bên Mỹ, không lúc nào mà anh không nhớ về em. Trang ơi, ai đã có đi qua khổ đau mới hiểu hết thế nào là đau khổ. 2 năm qua chúng ta sống trong nhung nhớ, nhưng cả hai lại cố chôn chặt trong lòng. Sao cho hết bao chuyện vui buồn, những đêm buồn ở phương trời xa lạ, anh vùi đầu vào trong công việc để đỡ nhớ về em. Nhưng càng làm việc nhiều thì lại càng nhớ em hơn. Anh không biết nơi quê nhà em có như thế. Tình mặn nồng từng lá thư xanh, sao thư đi mà lại chẳng thấy quay về. Một 100 lá thư em xếp kỹ để trong ngăn kéo, bao lần định đọc lại thôi. Vì sao vậy em? Vì lúc đó em còn giận nhiều lắm. Anh nhớ có một đêm, một đêm Noel xa xứ, anh ngồi trong phòng nhìn qua dòm cửa ngắm sao khuya. Gió lạnh về làm da buốt thịt da, nhưng khi nghĩ đến em anh nghe lòng ấm lại. Anh biết là ở Sài Gòn đêm Noel hôm đó em ở nhà một mình và đang nghĩ về anh. Trang ơi, bấy nhiêu đó thôi cũng đốt cháy lòng anh. Anh muốn về bên em ở chốn quê nhà. Bây giờ tay lại trong tay, nhẫn xưa còn giữ hay là trao ai?
nhân xưa anh giữ đến giờ, trao người yêu cũ nên duyên tơ hồng. Chiếc nhẫn vẫn đậm nồng kỷ niệm. À, anh à, Gia Linh có gửi cho chúng ta một bức thư. À, hồi sáng này anh có ra phi trường để tiễn cô ấy em à. Vậy em đọc thư cho anh nghe nha. Ừ. Kiều Trang mến, rồi cuối cùng bạn cũng tìm về đúng với hạnh phúc của mình. Bạn có diễm phúc hơn tôi khi chọn được người tôi thương mến. Chuyện đã qua chắc Gia Văn có kể cho bạn nghe rồi. Bỏ qua tất cả nghe Kiều Trang, chúc hai bạn nối lại tình đầu. Ngày cưới nhớ cho hay, mình sẽ về Gia Linh. Cuối cùng rồi, Châu cũng về Hộp Phố. Khép lại quá khứ anh nhé. Ừ. À, anh có hẹn với Hải Thanh trưa nay đón mẹ con của chị Thảo về đây. Bây giờ đến giờ rồi em à. Kìa má, má đi đâu mà sửa soạn vậy má? À, má định đi rước mẹ con Thảo. Vậy hả? Vậy mẹ con mình cùng đi ha. À, ta đi.
chăng tình đời là vòng dây oan.